Thời điểm này đang là giai đoạn ôn tập nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh phải nghỉ học, các nhà trường đã có sự điều chỉnh kế hoạch ôn tập phù hợp. Thời điểm này, những năm trước, trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo tổ chức ôn tập cho khối 12 thành các lớp nhỏ có chung tổ hợp môn thi hoặc chung nguyện vọng chỉ thi tốt nghiệp hay xét tuyển đại học cao đẳng. Những năm nay, học sinh nghỉ học, việc chia nhóm được thực hiện theo quy mô lớp học với hình thức trực tuyến, trong đó tập trung luyện đề thi, bám sát các dạng bài tập theo bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tôi phân loại học sinh và sẽ cho các em các cái loại đề cương khác nhau. Thế em nào mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì chúng tôi chỉ yêu cầu các em là làm ở cái phần nhận biết và thông hiểu thôi. Thế còn những em mà các em thi dự thi và các khối xét theo cái môn thi thì các em sẽ phải làm các cái bài ở vận dụng cấp độ thấp hoặc là cấp độ cao và thi thử các cái đề nó tương đương với đề thi của bộ. Rút kinh nghiệm những năm trước, năm học 2020-2021, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cho khối lớp 9 ngay từ đầu năm học, trong đó chú trọng hệ thống kiến thức, học đến đâu, ôn tập ngay đến đó. Thời điểm này, công tác ôn tập chủ yếu là nhắc lại kiến thức và làm bài tập. Tổ chức ôn tập trực tuyến kết hợp với việc là các thầy cô giao cái đề cương ôn tập rồi tăng cường kiểm tra. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã ôn tập được khoảng 1/3 cái kế hoạch đề ra. Thực tế, việc học trực tuyến không thể đạt hiệu quả bằng học trực tiếp. Bởi vậy, nhiều học sinh đã tự xây dựng những kế hoạch ôn tập cho bản thân như xem lại bài giảng trên truyền hình Hưng Yên năm học trước, mua phần mềm luyện thi. Bọn em phải tự mình cố gắng để có thể hoàn thành tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Bọn em thì thường xuyên trao đổi bài tập với nhau qua mạng. Bài nào mà chưa biết thì có thể là hỏi thầy cô. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có sự điều chỉnh thời gian, hình thức thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 6. Kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Dù có nhiều khó khăn, nhưng các thầy cô và học sinh vẫn đang chạy đua với thời gian, ôn tập kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp tới.